rồi gặp ai? Cao thủ là một trong những người chơi CFP hay nhất Việt Nam. Tôi chỉ muốn giải tỏa nhưng tôi mệt quá nên tôi nghỉ. Tôi chuẩn bị đánh giải APAC chỉ bị report phải ngồi nhà xem giải. Tôi là ai? Tôi là ai à? Khó luôn á, khó biết luôn á, khó biết luôn á. Nói chứ một game đấu flex xì xồ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bằng mọi giá chúng ta phải nếm được máu nha. Lẻ đã đầu không biết là chơi bài gì nhá anh môi. Có khi nào spam bài này từ 900 điểm về mo luôn cây ít. Không em chơi thất lẻ nhá. Về mo, về âm luôn không? Về âm luôn không? Tấn liên hoàng, hy sinh, đồng lòng đấu tranh, rồi này. Lên cho anh em một bài đấu Lilia nhé anh em nhé. Lilia nhé mọi người ơi. Một bài đấu không hề nhé anh em ơi. Lilia để em chị xem thử lắp đồ gì anh em ơi. Huyết kiếm với lại quyền trụ mà. Huyết kiếm với quyền trụ mà. Thử cái này cái. Dép lửa rồi. Em chỉ thấy rồi, em chỉ thấy Lilia ở dưới đây rồi. Em chỉ đang xem thử thắng không, thắng mình mua này. 1, 2, 3 này. Đây, bán hết xong rồi mua. Thua hả? Cao. Cổng số 8 xếp tay anh. Cảm ơn em Huy tới chơi nhá. Tại vì cái lõi này được búp mà. Lõi này giờ mặn siêu mặn luôn em ơi. Lõi này siêu mặn nhá em nhá. Siêu mặn. Anh em nào ra lõi này auto beat cho em chè. Auto beat cho em chè. Xin ra, say no với xin ra. Đó, để nó nguyên nhà chưa. Đó bóng này nguyên nhà chưa anh em ơi. Bùm. Khác rồi đúng không? Anh em đã cảm nhận cái sự khác biệt rồi đúng không? Bắt đầu đã có sự khác biệt rồi. Khác biệt lớn rồi. Katarina có hai ấy luôn à, có hai tiên linh luôn à. Kháng phép của tôi. Ui giời. Tôi nhặt Lilia mà. Tôi nhặt Lilia cầm găng vậy. Quay rồi. Ông này nhặt kháng phép à? Ủa sao mày không nhặt cung ta? Một bụi lai bất ổn rồi. Hai lọ tét nanh na so quỷ thư lắp hết luôn mà. Vội quá ta. Ui, Lilia mặn nhờ. Ê, mặn nhờ nên nhờ. Ui. Đập một phát chết luôn Bobby kìa. Ê, mặn nha. Ra lõi này, auto beat nhá mọi người nhá. Auto beat cho em chè nha. Không có trường hợp ngoại lệ. Rồi. Nhưng mà để tối nay anh chị mới làm được cái pha vô em. Tại vì chiều nay anh chị chưa có làm kịp. Em trẻ ơi, khi tỏ tình Grass. Cẩn xe này hay vô nhá. Cô chịu làm người yêu tớ không? Mà Grass trả lời là chịu. Thì tức là chịu hay là chịu? Nếu mà là chịu thì là chịu đấy. Còn nếu là chịu thì là không chịu đấy. Nghe là biết á. Hoặc chịu cũng có thể là không chịu mà, hoặc là không chịu cũng có thể là chịu đấy. Mà chịu cũng có thể là không chịu đấy. Hoặc cũng có thể là chịu. Nói chung là cũng khá là chịu đấy. Siêu mã lực cộng biến phù thủy à? Không mạnh đúng vậy. Không mạnh thật đúng vậy, sao nghe ngố thế. Nghe nó yếu thế. Để bán nhẹ lắm. Con này ma thuật nó thành nước mắt và bàn tay à. Kiếm đi. Vẫn làm dây chuyền anh em nhé, dây chuyền giúp lửa anh em nhé. Go nhanh này, go nhanh cái tay này. Time out. Got a job in my lap. I'll make this look like magic. I'll stay in the forest until I learn how to use those. You should probably take cover. Hoa Lan Ơn đã donate 5.000 đồng.
Giờ anh chè làm cái long stream tới 12 giờ đêm leo BSS đầu mùa đi anh. Không thể, không thể, không thể á, không thể á, cảm ơn Hoàng Anh nè nhá. Lại trước đi rồi. Đi bé à. Lại là một bài toán khó giải rồi. Bon. Bon. Siêu kinh khủng. Một bài đấu Lilia siêu mãi lực siêu kinh khủng. Game top 8 không yên là sở đấu à. Dạ đây, dạ đây, dạ đây à. 8. Lobby mặn. Lobby mặn, lobby mặn. Tại mít ít rồi. Ui có thăng hoa này, có hồi sức tiêu hàng này, có kiếm phép này. Thăng hoa nhá mọi người nhá. Chắc chắn sẽ phải là 6 can trường nhá mọi người nhá. Phải là 6 can trường mà thôi anh em ơi. Lên cho em chơi một bài đấu 6 can trường. Gặp nhà Rumble à. Ui bài Rumble này đòi solo với lại con Ilya này. Khó nha. Khó cho Rumble nha. Kinh khủng khiếp. Quá kinh. Cần game 1 nhá. Tới đây ui. Chúng tôi sẽ tiến hành game show em trai vượt ngàn trông gai. Đó. Chúng tôi muốn mời em trẻ tham gia với tư cách bảo vệ trông xe cho khách mời. Không được, em trẻ sức không có đẩy mấy cái xe được á, không đẩy nổi á. Kiểu như là đẩy cái xe bị té luôn á. Kiểu như là cái chân chống giữa của cái xe gạt lên gạt không nổi. Bảo vệ không được. Cho em trẻ cái phần lau quét dọn hay cái gì đó đi, cái gì mà nhẹ nhẹ á, làm gì nhẹ nhẹ á, nhưng mà mang cái tính chất tỉ mỉ á. Rồi một đồ gọi 4.500 đêm mà bài này giờ may mà anh em ra loại siêu mã lực autobit nha anh em nhóc. Autobit game này lên clip luôn anh em ơi. Tiêu đề clip là gì nha anh em nhỏ? Tiêu đề là em chè cưỡi ngựa xem hoa. Bài đấu cưỡi ngựa. Cái này phải ngựa không ta? Hình như phải hay sao? Đúng không? Không phải ngựa không nhỉ? Không phải ngựa không ta? Bắt đầu là nghĩ dần vào title của clip anh em nhá. Title clip này là gì thì hay nhỉ anh em nhỉ? Anh em có thể gọi là gợi ý cho em chè được không? Cũng nai hả? Ủa con rồi! Một bài đấu cưỡi nai xem hoa. Cưỡi nai xem hoa đến từ em chè. Con này con nai hả? Hình như thế nó sai sai nhỉ? Tiêu đề toàn chữ siêu không mà cũng được nha. Xin khán xếp đi ông thần. Khó rồi. Khó cho rồi. Khó mà cho rồi anh em ơi. Chú này vàng ngơ ngác à. Chứ cái này chỉ top 1 rồi đúng không? Đúng nhờ anh em nhờ. Đánh thường này, đánh thường này, đánh thường này, đánh thường. Bon. Xóa lịch sử đấu để lên clip cho đẹp không à. Dễ vờ nhá. Giả vờ chủ lịch sử đấu này là một clip nhá. Giả vờ nha, giả vờ nha em ơi. Tại vì game này em chỉ cảm giác là sắp lên clip rồi em ơi. Sắp lên clip tới nơi rồi. Em trẻ ơi, vờ xoáy lịch sử đấu cái đẹp đi. Sài Gòn Hero nhá. Em trẻ ơi, con người đến cừu để ngủ con. Còn cái gì, còn cái gì, đang đọc luôn á. Còn cái gì. Con ngủ, con ngủ đếm, con cừu. Con cừu ngủ đếm gì vậy, phải không vậy? Ui, Lilia mặn thế. Lilia mặn thế ta. Ui, nhìn Lilia kìa. Cái tay kìa, cái tay dẫn thích cái đầu ngân ngân kìa. Lê Giang Nam đã donate 5.000 đồng. Ui, mặn. Em trẻ ơi, Nét Syndra nằm cổ tay mất rồi. Chuẩn Lê Giang Nam nhá. Lâu lắm rồi mới thấy Lê Giang Nam vô xem ha. Syndra một chút gọi là chuyển sang bài khác không? Anh chị người ta sẽ bài khác là hay nha. Kênh em trẻ không có 58 như Quận Lê Giang Nam nhá. Bắt quả tang. Bắt quả tang nhá. Con này vào đây hai hỏa. Ê, tính ra con Katara vào đây là nó có gọi là chứng minh đấy chứ. Còn lấy thôi chứ. Một cái phê rắc rồi. Ngoái. Lì đi, lì lợn đi chết rồi. Lilia bị đóng rồi. Lilia bị... À không, bộ ta ghét rồi. Ui, xe bị đóng rồi, xe nó tung. Lilia ơi, hai gõ là win. Lilia ơi, hai gõ là win, một gõ cái nữa.
game này bị quay anh em nhá. Không nhặt được cái này bị quay rồi. Kinh dị rồi. 8 can trường, đội của bạn được tăng dép và kháng phép. Tướng can trường được nhận nhiều hơn và giá trị tăng gấp đôi trong 10 giây đầu. 8 can trường 120 dép và kháng phép. Và hai tướng bắt đầu giao tranh nữa. Hai tướng bắt đầu giao tranh ở hai hàng sau trở nên bất tử cho đến khi 4 can trường tự chọn. Rồi. 120 à. Đầu giao tranh tăng gấp đôi à. Rầu. Con này bao nhiêu đây? 190 dép, 190 phép à? Làm sao mà chết được đúng không? Làm sao mà có thể thua được đây? Nhà Rumble 3 cầm 3 đồ, kinh quá. Lilia lòn xuống này hay rồi. Lilia ơi. Lilia ngố thế nhỏ nhỏ. Không có ngố quá nhỏ. Tarit với Diana đúng không? Đúng rồi. Gọn. Nhà này lo được nha anh em ơi. Đấm chết con gọi là hả? Bobby là lo được nha. Không có thích được nha. Hiếu đã donate 5.000 đồng. Cảnh Hiếu nhá. Con set đó mua ở đâu mà kêu vậy à? Con set này là từ cái mùa hết sở tiêu rồi anh ơi. Từ cái mùa mà FU tay to mặt lớn á. Là được đó, là anh chỉ có quay rồi mà. Tại nó quay đó. Quay, anh ơi anh à, anh bó mùa gì mà làm yêu vậy. Ui, Lilia đấm tay kìa, đấm tay còn đang to hơn cảnh thường kìa. Là sao ta? Đánh tay đang to hơn cả đánh thường là sao ta? Cần cái huyết kiếm đấy anh em ơi, huyết kiếm để cho nó đủ cái độ trì trệ, để cho nó đủ thăng hoa nhá anh em nhá. Xong rồi tí nó hồi phục lại đầy cây á, cứ mỗi lần mà nó gõ là đầy cây. Cứ nó gõ là đầy cây anh em ơi. Đừng cho Lilia cầm đồ tiên linh phế lắm mà. Thật không nhỏ. Nhưng mà sao lại là không nên cho Lilia cầm đồ tinh linh nhỉ? Tại sao nhỉ? Nhưng mà phải cho anh chị cái sự giải thích nha. Ủa đâu rồi? Sa Giang Hello đã đưa hết 25%. Nếu bắt buộc phải chọn nhỏ thì em chè chọn top 1 hãy ngủ với TTT. Của Sa Giang Hello nhá. Chị chọn vừa tóc một vừa ngủ luôn á. Bong. Đức Anh đã đầu nếp 5.000 đồng. Em trẻ mắt nai, một nhu hồng. Một nụ hồng tặng cho mắt nai em thơ ngây bước đi trên con đường về một nụ hồng. Một nụ hồng tặng cho mắt nai trông ngon ngon em thướt tha quần chip trắng tinh. Còn Đức Anh nhá, là sao nữa? Cái gì quần chip trắng tinh đấy? Quần chip gì nhở? Mắt nai ơi xin đừng đi ghét em. Ú chẳng là lê 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 lê. Ú chẳng là lê lê lê. Ơi xin bị chắc chà. Mắt mai ơi tê 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 tê. Thế còn gì vậy à? Thế tát thịt cho anh em ơi. Ê nhưng mà thua rồi. Nhà này có cái sốc đen quá anh em ơi. Nhà này con virus sốc đen cho nên thua rồi anh em ơi. Thua rồi. Cái hỏa này nó cao tố quá. Ây da. Tôi rất cần tarit. 8 can trường là hai con tướng bắt đầu giao tranh ở hai hàng sau trở nên bất tử đúng không? Thì tí nữa mình cho con Lilia này xuống hai hàng sau cho nó bất tử nhờ. Ui, ảo nhờ. Ê, ảo nhờ, nó xếp. Tôi cần nó xếp, tôi cần bốc đồ. Nhưng mà mấy kia chứ có cái này chết nhanh không? Tarit ơi. Beauty and life. Mum,
Ui, không có luôn à. Đó, như thế này này. Như thế này nha anh em nhé. Xong rồi hai con này sẽ được bất tử nha anh em ơi. Bất tử đến khi mà bốn con là tinh linh chết đúng không? À, bốn con canh trường chết đúng không? Anh chị đã tính nguy cơ luôn với con này á. Đây, roll nốt con này cách. À, hai này bất tử rồi. À, nếu vậy mình chơi tăng cho mấy cái nhà này kiểu như là không giết được mấy con này luôn không? Ê, con Lilia này nó có một cái điểm Sida đó là kêu nó đơn mục tiêu anh em ơi. Thành ra là trông nó kiểu như là nó không có clear tướng mà là một cách gọi là mạnh mẽ lắm á. Một chiếc loại auto lấy à. Lily Esojin đó hả? Sao em chỉ thấy trên web mà ta chỉ là vẫn cầm đồ này mà nhỏ. Esojin nè. Đây thật ra để lên hàng trên nè. Nam đã donate 5.000 đồng. Cái đồ tiên linh chế xa em trẻ ơi. Chính em nhá, đồ tiên linh phế đó hả? Chỉ là tính cho con Milo cầm cái Esojin này. Con Milo vô cầm Esojin với lại cầm ống canh trường này là ngon rồi. Bon bon không phế nha ní ơi. Ui hấp tung kìa, những file lên đỉnh kìa. Ồ như này anh em, như này đi, như này anh em ơi, nó hợp lý hơn đúng không? Chết rồi mấy nhà đảo bên nào, đảo bên nào, năm nghìn đồng cắn chôn nhá. Thấy bảo 14.16 có linh thú mít mà cao vào cửa hàng không có vài ghi. Ờ chắc là ngày mai nó update nó sẽ có anh ơi, chả nó kêu là nó sẽ delay một xíu anh ơi. Ê giết đời này trước chừng tui cái, giết đời này trước chừng tui cái. Này không đủ đem đâu, thật sự không đủ đem đâu. Thêm chỉ tính toán thì con Lilia này gọi là sẽ công hết. Bon. VIPNSO.com Ninja School lậu tuyển like TikTok đã donate 5.000 đồng. Cái gì đấy, cái gì cho đấy? Em quảng cáo chút nhé. Dạ không ạ. Cái gì đấy? Có vọng âm thì ngon. Ừ, con này có vọng âm nhờ. Ừ, con này có vọng âm đúng đỉnh luôn á. Đúng 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 đúng. Con này có vọng âm kinh khủng khiếp anh em ơi. Lúa à, cay ấy nhở. Khi ăn trộm luôn cái dao điện rồi. Như này anh em nhá. Em chỉ sẽ cho con đây này bất tử nha. Em chỉ cảm giác là con này bất tử không để làm gì cả anh em ơi. Thật sự là không để làm gì cả. Để cái đoạn đầu cho nó dính chiêu cho nó bị vừa cho nó bị đau đi. Một chút cho nó bị đau đi anh em ơi. Bị đau là nó khác rồi. Bong. Ê, để đây là phải là như này đấy. Lộc bị cằn thế. Cằn thế trời. Nhà này cặp đôi siêu cứng đánh Vega với lại Vespa à. Dị vãi. Một bài đấu dị à. Nhưng bài em chỉ thật sự là gớm không? Ê, bài em chỉ có kháng phép nha. Không có sợ nhà này nha. Nhà này em chỉ nghĩ là sẽ không đủ đam được anh em ơi. Chúng ta nó đủ đam được đúng không? Đây anh em bất tử à. Này đánh luôn cái này trước. Con này cầm giáp gai, con này cầm thú tự mà. Pom. 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 Ui, một bài tám gọi là canh trường sexy kìa. Ép quỷ. Từ giờ chỉ mua bùa anh nhóc. Chỉ mua bùa nhá anh em ơi. Xịn gớm ác. Xịn 5.000 gọi là 600 đam gớm ác anh em ơi. Đã donate 5.000 đồng. Thằng bạn tôi chuẩn bị đi tắm em chè, có thể chúc tôi tắm tốt được không? Cẩn bị chặt số nhá. Nó tên là
Thằng bạn tôi chuẩn bị đi tắm mà lại chúc thì đã donate 5.000 đồng. Trẻ ơi, trẻ dán top một đi. Mình hứa với trẻ mình sẽ donate trẻ 2000k. Ây da. Mình sẽ trộm tiền mẹ mình rồi donate tặng trẻ. Thôi nào, thôi nào. Thôi nào bro. Bro ơi. Tôi cần rồng đấy, tôi cần rồng đấy. Tôi cần con rồng để bất tử đấy. Rồng rụng cái, rồng rụng cái. Lại không có đồ gì lại phải đi mà. Trưởng trưởng nha em nhá. Làm tí rồng rồng anh em ơi. Đó, rồng bất tử à, rồng bất tử thì khó. Rồng bất tử thì khó như nhà này anh em ơi. Ui, Lilia đóng kìa. Lilia đóng người kìa anh em ơi. Một đứa sexy kìa. Con hoa kìa ưu tiên. Đã đầu nếp 5.000 đồng. Trẻ đi hát karaoke gì không? 4.000 đam. 4.000 đam ạ. Dạ không ạ. Kinh khủng khiếp. Kinh khủng khiếp. Một bà đống ma kìa. Đại Hảo đã donate 5.000 đồng. Trong đây có ai fan em trẻ mà là thành bất hảo đầu trộm đuôi cướp giống mình không? Là sao? Hai vút rồng tốt. Ê nhầm. Hai gọi là vút rồng tốt anh em ơi. Phải là phong thái này anh em nhá. Ê, cái bài này em chỉ nghĩ đấy. Đây này, đây này, đây này, đây này. Đó. Đó, để như này anh em nhá. Để như này thật sự là kinh khủng khiếp nha anh em ơi. Tức là mình sẽ xếp làm sao đó để cho những cái con tướng mà tăng châu nhất của mình nó phải gọi là được gọi là dính đen. Để cho gọi là cái sự bất tử này nó lâu nhất có thể. Ê, biết cách xếp bài gọi là tém can trường rồi nhá. Tức là nhà này gần như là không thể nào mà làm gì được con Diana cả đúng không? Gần như không thể. Diana với lại Milo vẫn đang bất tử nha, thăng hoa lên nha. Truyền đồ nha, vẫn đang kinh khủng khiếp nha. Đây này vẫn đang bất tử nha. Ê, cái phát bài này thật sự là hơn rồi là. Còn Lilia có báo tố lưu đần thì một rõ đi sàn. Cẩn nè, cẩn vấn nè mì nhá. Ui rồi, nguyên nhà. Ui, lên cho anh em một bài đấu gọi là siêu mã lực anh em nhá. Ê, nhưng cái phát bài này kiểu như là nó có ý đồ nha. Chứ phải là sếp tàu lao anh em ơi. Như là sếp không làm gì được luôn á.